Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường tìm về các đền chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình, với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày mùng 2 Tết. Tại chùa Cát Tường, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tới đây để đi lễ đầu năm. Người Việt tin rằng đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau những điều vất vả trong cuộc sống. Trong tiếng chuông chùa ngân vang giữa đất trời, khói nhang quyện tỏa, mọi người cùng chắp tay bái lễ, thành tâm hướng về những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Mùng 1 Tết hoặc mùng 2 Tết, tùy duyên vào cái điều kiện gia đình, thì trong hai cái ngày đầu năm đó thì gia đình tôi đều đi lễ chùa, cũng hòa chung cái tâm trạng và những cái mong cầu khát vọng cho một cái cuộc sống được may mắn, ấm no, hạnh phúc nói chung đối với gia đình. Rồi ngoài ra thì còn cầu mong cho cái nước thịnh dân an. Gọi là bước đi đầu tiên khai xuân là đặt chân đến chùa thì rất phù hợp với cái mong muốn an lành, và thực sự cũng đem lại cho họ một cái trạng thái rất an lành, một cái tâm thái cũng rất là bình ổn và thư thái trong lòng vào dịp đầu xuân. Chưa kể là đạt được những cái niềm hân hoan nhất định, tạo cái thắng duyên hay tạo cái sức nuôi dưỡng cho cả một năm công tác vất vả. Cửa chùa, đất Phật là chốn bình yên, thanh tịnh. Đi lễ chùa vào những ngày Tết không cần phải mâm cao, cỗ đầy, nhưng phải có cái tâm trong sáng. Theo giáo lý của nhà Phật, tất cả mọi thứ đều có luật nhân quả, gieo nhân tốt ắt sẽ gặp quả lành. Những năm gần đây, nhiều người trẻ xuất hành đi lễ với tâm niệm năm mới đến chùa cầu may mắn, bình an, vạn sự lành. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam đang được thế hệ trẻ lưu giữ. Mùng 1 thì em cùng với toàn thể gia đình đi lễ Tết hai bên nội ngoại, còn mùng 2 thì em lựa chọn đến chùa để cầu bình an, sức khỏe cho toàn thể gia đình để một năm luôn được suôn sẻ. Ngoài ra thì sẽ tham gia những hoạt động ở lễ chùa như là mình xin chữ đầu năm để cho mọi sự đều được hanh thông, công việc được thuận lợi. Đi lễ chùa cũng là cách để con người ta học được tính cách, từ bi, trí tuệ, lòng vị tha và những điều tốt đẹp nơi cửa Phật. Bởi thế mà ngày nay dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng phong tục đi lễ chùa trong những ngày đầu tiên của năm mới luôn được người dân trân trọng và lưu giữ.